Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Và hôm nay là ngày mùng 7 tháng 9 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới tất cả quý khách hàng trên toàn quốc mẫu sản phẩm nữa là bộ bàn ghế Trường Kỳ Huế đục tích ngũ lân vần cầu. Đây cũng là mẫu độc lạ của cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành. Vừa mới ra mẫu, chúng tôi là những người nghệ nhân vẽ mẫu ra mẫu, chúng tôi liên tục cải biên mẫu để các cơ sở khác không thể bắt kịp. Thì trong video này chúng tôi giới thiệu tới quý vị các bạn một bộ sản phẩm nữa là bộ Trường Kỳ Huế ngũ lân vần cầu bằng chất liệu gỗ vụn. Bộ này gồm có 5 món, hai ghế dài, hai bàn trà và một bàn to. Đây là đơn đặt hàng của khách hàng ở Văn Cao, Hải Phòng. Anh đã đặt chúng tôi rất lâu rồi. Hôm nay xong mộc, chúng tôi sẽ làm video clip giới thiệu phần mộc trước và sau đó chúng tôi sẽ đi vào hoàn thiện. Theo như yêu cầu của gia đình là sơn PU bóng mờ. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn xem bộ Trường Kỳ tích ngũ lân vần cầu. Toàn bộ phần vách này là chúng tôi đục, vách bên là chúng tôi đục tam sư hay còn gọi là lân, và vách giữa là chúng tôi đục ngũ lân nên chúng tôi gọi là bộ Trường Kỳ ngũ lân để cho quý vị phân biệt được khác với các cái bộ Trường Kỳ khác. Và chúng tôi làm kích thước của chiếc ghế dài này là dài 1m97, chiều sâu 61 và chiều cao của bức giữa này là chúng tôi làm cao 1m. So với hai bức bên là chúng tôi làm cao 90. Toàn bộ phần vách này là chúng tôi làm dày 5 phân bằng chất liệu gỗ vụn. Chúng tôi đang cho sản xuất rất là nhiều Trường Kỳ Ngũ Phúc, Trường Kỳ Huế, Trường Kỳ Huế Ngũ Lân, Trường Kỳ Tam Quốc. Thì quý khách có nhu cầu mua về Trường Kỳ gỗ thì quý khách hãy liên hệ cho chúng tôi qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi có nhận đặt làm Trường Kỳ theo yêu cầu. Chúng tôi xin giới thiệu lại là kích thước của chiếc ghế dài này chúng tôi làm dài 1m97, chiều sâu 61 và chiều cao của bức thành giữa này là 1m, còn hai bức bên là cao 90. Toàn bộ chân là chúng tôi làm chân 10. Còn phần yếm là chúng tôi làm dày 3 phân. Đục chạm chuyện tàu. Chân là chân cong. Quý vị xem kỹ nha. Còn hai chiếc bàn trà thì chúng tôi làm với kích thước là 48 x 38 và cao 61, đều theo cái mực thước lỗ ban phong thủy, đều là vào số đẹp. Bàn trà là cao 61. Toàn bộ khung chúng tôi làm dày 4 phân và ván chúng tôi làm dày 2 phân. Bộ này là bộ gồm 5 món Trường Kỳ tích ngũ lân mẫu mới nhất của chúng tôi. Chưa có cơ sở nào làm thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành luôn đi đầu trong cái công việc làm về mẫu cũng như là cải biên mẫu. Chúng tôi đáp ứng ra cái thị trường cái lượng hàng kỹ cũng như là về chất lượng uy tín. Quý khách ở xa không về được, quý khách có thể xem cái video chi tiết của chúng tôi. Chúng tôi sẽ quay lại chi tiết tỉ mỉ từng các cái góc cạnh một để cho quý khách biết được về các cái sản phẩm mà chúng tôi giới thiệu. Đây là chiếc ghế dài thứ hai, cũng có kích thước là 1m97 và cũng đục ngũ lân. Thường thì chúng tôi làm bộ 3 món nhưng đây là theo yêu cầu của khách hàng là chúng tôi làm bộ 5 món. Hai ghế dài, một bàn to và hai bàn trà. Hai vách bên này chúng tôi đục tam sư vần cầu. Còn vách giữa là chúng tôi đục ngũ lân. Và xung quanh thì có kèm theo là chữ thọ và ngũ phúc kim tiền. Đây đang được đánh giá là mẫu thịnh hành nhất hiện nay về Trường Kỳ tích ngũ lân, làm theo lối cổ của Huế. Và phần yếm là chúng tôi đục chuyện tàu. Quý khách muốn xem cái mẫu sản phẩm mới nhất của chúng tôi về Trường Kỳ gỗ, quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh. Mà quý khách đăng ký kênh thì quý khách sẽ có lợi khi chúng tôi làm video đưa lên, quý khách có thể cập nhật được cái mẫu mới nhất luôn.
quý khách không phải kích vào trang chủ nữa. Khi mà đăng ký rồi thì video mới nó sẽ tự hiện lên để cho quý khách tiện theo dõi. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách có thể gửi về Zalo 0986 883349. Chúng tôi sẽ giải đáp cái thắc mắc của quý vị về các cái mẫu mã sản phẩm cũng như về kích thước, chất liệu gỗ. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng cái mẫu sản phẩm một. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa bộ trường kỳ tích Ngũ Lân Vân Cầu. Đây cũng là gọi là trường kỳ Huế. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các cái video tiếp theo.